Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pixelmon siêu cấp. Và ở tập trước mình đã có một thành viên mới trong đội hình các bạn ạ. Đó chính là Gachom Advent. Cái đồng đội này thì hiện tại trông thì ngầu đó, cũng hơi lộng lẫy nữa. Chắc là sặc sỡ nhất trong cái tất cả Pokemon của mình các bạn ạ. Nhưng mà có điều thanh niên này hơi thuộc cấp á, nên là hôm nay chúng ta sẽ luyện cấp cho Gachom nè, cũng như là một số thành viên khác như là Venusaur rồi Blastoise rồi ha. Đó, hai đồng đội này cũng nên được luyện cấp ha. Nhưng mà có một cái tin buồn các bạn ạ, là hôm qua mình đã thử biến Kyoregot của mình trở về hình dạng nguyên thủy, và bây giờ hình dạng Kyoregot đã không còn nữa các bạn ạ. Cho nên là chúng ta rút ra một cái bài học là những Pokemon siêu cấp á thì chúng ta nên giữ hình dạng siêu cấp á, đừng có tái mái chân tay giống như mình các bạn ơi. Trời ơi, nhưng mà mình đụng vô Kyure còn có cái câu nói Kyure không có ai để yêu kìa các bạn à, tội nghiệp không. Thôi lấy Kyure ra mới được rồi đó, tội nghiệp thiệt chứ. Rồi, và hôm nay thì dự tính là mình sẽ đi tới làng trước các bạn ơi. Bởi vì mình cũng có nhận được một số ý kiến, mình thấy cũng rất là thú vị nha. Ý tưởng này đó chính là các bạn muốn mình Dynamax thành viên bự nhất trong đội hình Pokemon của mình, đó chính là Snorlax. Trời ơi, mình cũng không biết lúc mà Dynamax lên sẽ to mức nào nữa các bạn. Ví dụ á, như Salamence Ho-Oh đây, bình thường vậy đúng không, Dynamax chắc là to tới trên kia. Còn riêng Snorlax thì Dynamax lên chắc to tới trên đó luôn đó các bạn à. Mình đoán nó vậy á. Mình cũng đang rất là thắc mắc, không biết là có phải thật sự là to ở đó hay không. Nên là mình sẽ cố gắng đi tìm cái nhiệm vụ để chúng ta nhận được cái vòng Dynamax á. Thế nên là bây giờ mình sẽ ghé làng một cái đã. À, mà bạn nào có nhu cầu sử dụng dịch vụ trong Love Fruit, Refine, Unit Tower Defense thì có thể nhấp vào đường link mình để dưới phần bình luận nha. Ghé làng nửa đêm để hôm gì, không biết có làm phiền người ta không nữa. Mà thôi kệ đi các bạn, vì tương lai con em chúng ta. Ô lộn, vì tương lai mấy Pokemon của chúng ta. Ồ, ở đây có boss Ultimate luôn. Wow. Wow. Chúng ta có nên thử không các bạn? Mình nghĩ là nên đó. Để coi coi. Chúng ta sẽ cho Á Thần ra trận trước các bạn ơi. Đệ ba. Ừ, bữa nay mình sẽ gán kiểu như tìm cách cho Tyranita Mega hả các bạn. Bữa giờ chiến đấu là hơi bị ha, vất vả luôn. Rồi, Tyranita tấn công Alakazam hơi bị căng luôn các bạn ơi. Ok, cố lên. Ý. Trời, Tyranita gánh tem các bạn ạ. Một đòn crunch nữa nào. Được không? Ê ui. Wow. Nice. Chúng ta còn được Tabunium Z. Thêm một viên đá Z nữa các bạn ơi. Quá ngon luôn. Đêm nay là có vẻ là may mắn đây. Khởi đầu thuận lợi các bạn ạ. Ồ, trong đen coi coi còn Pokemon gì không. Hả? Đây là Pokemon gì nhìn dễ thương vậy. Hệ siêu linh với cả hệ thường các bạn ơi. 3 sao hả ta. Mà không được, không được, 3 sao thì chắc phải đưa thành viên cộm cán ra trận các bạn ạ. Ok, mình sẽ đưa, đó chính là Salamence Ho-Oh của mình ra. Và đây là Indede. Lắc không dễ thương vậy. Salamence cũng có đòn crân nữa nè. Chúng ta sử dụng đòn crân thử ha. Rất là mạnh luôn các bạn ơi. Nửa cây máu của Pokemon Indede rồi. Ok, chúng ta sẽ thử vận may. Ôi trời trời, knock out hai đồng đội trong trận chiến này rồi. Vậy là Salamence phải gánh tem rồi. Cố lên. Được không, được không? Cố lên nào. Knock out luôn. Trời, được quá trời, berry và kẹo luôn cả. Ngọt, chúng ta sẽ tôn Dustborn đi nha. Mực đang trời tối các bạn ơi. Liệu rằng được không? Sukana rồi. Ôi nhưng mà khoan, ủa sao trong làng không ai giao nhiệm vụ cho mình hết nhỉ? Hello. Hello. Hello there. Hey hey, giao nhiệm vụ cho tôi đi. Ui. Lucario. Wow, trong làng này có Lucario xuất hiện các bạn ơi.
Nào đi. Đói này căng các bạn ơi. Được, mình sẽ luyện cấp cho Blastoise của mình luôn. Luyện tập chiến đấu rồi ha. Ui da. Chưa gì đã tấn công Blastoise rồi. Căng nha. Ok, chắc phải Mega cho Blastoise của mình mới được các bạn ơi. Rồi, Mega luôn. Ok, chuẩn bị nha Lucario. Kèo này là Blastoise sẽ thể hiện full sức mạnh đó nha. Trời, kìa kìa các bạn coi kìa, Lucario hơi bị ngầu luôn á. Ây, trời, chưa gì còn đánh Blastoise nữa. Không sao. Đòn Hydro Pump đã cấu rỉa máu rất là tốt các bạn ạ. Chắc là mình sẽ tung bóng chứa để chinh phục Lucario luôn đi. Dustball. Ok, buổi tối chúng ta ưu tiên Dustball nha. Nhưng mà hôm nay có vẻ Dustball không may mắn lắm các bạn ơi. Ê? Ủa? Ôi mới chê luôn mà. Trời. Dustball đã chinh phục được Lucario luôn rồi. Wow. Quá đã các bạn ạ. Vậy là đội hình của mình lại có thêm một cái thành viên nữa rồi. Đó chính là Lucario. Ui, coi. Ui. Trời. Trong làng lại xuất hiện thêm Pokemon mới nữa các bạn ơi. Oh, đây là Ninetales Unite. Wow. Ui, sao mình muốn dời qua cái làng này ở quá các bạn ơi. Nhiều Pokemon mới quá. Đây là Unite. Cấp 70 lần đó ta. Xong qua mình gặp thanh niên Garchomp này cấp 20 Sukarna á nhờ. Rồi thử cho Garchomp ra chặn luôn coi. Nhưng mà hơi căng nha. Ninetales có vẻ là không có hiền đâu các bạn ơi. Tấn công cái nhẹ nha. Ui trời, Ninetales búp chỉ số lên rồi kìa. Thôi. Khiều Ninetales một cái được rồi Garchomp. Mình sẽ cho Blastoise ra trận các bạn ơi. Ok, không biết là kẹo này. Ui, hên quá. Vụ này đánh không trúng Blastoise. Ok, Hydro Pump nè. Thử xem cấu rỉa được không. Ngon, cấu rỉa rất là tốt các bạn ơi. Venusaur cũng được mình cho ra trận luôn ha. Rồi, kéo rỉa thêm một miếng nữa. Tới lượt Tyranita. Ủa lộn, Charizard. Ây da. Ui, cái gì mà căng vậy. Wow. Để xem đòn này của Charizard sẽ. Ok, vẫn cấu rỉa máu được các bạn ơi. Ngon. Và bây giờ chúng ta sẽ tung bóng chứa để chinh phục Ninetales cực đẹp này á. Wow, các bạn có thấy Pokemon này đẹp không? Mình... Ui! Một phát ăn luôn! What? Hôm nay nhân phẩm của mình hơi bị tốt luôn các bạn ạ. Liên tục chinh phục được những Pokemon mới nè. Mình sẽ hồi phục cho Ninetales một cái. Ui! Và đây rồi! Những người trong làng đã bắt đầu giao nhiệm vụ cho mình rồi. Khai thác 50 quặng đá đỏ. Dạ, hơi giống nhiệm vụ Oxen nhưng mà thôi kệ. À, thấy bạn này cũng dễ thương đó nên là được rồi bạn này. Bạn có thể đánh bại 5 Pokemon khác nhau cho tôi không? Trời, chuyện nhỏ luôn, lụm luôn các bạn ơi. Hai nhiệm vụ rồi, bây giờ mình phải là một người chăm chỉ cày nhiệm vụ mới được. Lại thêm một Pokemon Unite nữa nè. Cái làng này toàn Pokemon đã không mà các bạn ơi. Trời, ôi làng này cũng có quái vật nữa. Trời đất. Ok được, chúng ta sẽ kiếm thêm một Pokemon Unite về đội. Cái thanh niên này. Giao nhiệm vụ à. Bắt Pokemon Shiny. Ui, cái này là ông chú các bạn ơi. Đây, ông chú này giao nhiệm vụ cũng được đi. Vậy là nãy giờ chúng ta nhận được 3 nhiệm vụ ha. Nhưng mà chưa có nhiệm vụ màu đỏ nữa hết các bạn à. Nữa. Ok. Thôi đi. Trời ơi, tôi là trainer chứ không phải tôi là người đi chiến đấu đâu. Bất ổn đi chứ. Wow. Mamoswine Unite à. Để coi. Ninetales của mình là hệ lửa với hệ thường á ta. Ê, nữa rồi. Hoài đi Snorlax. Thôi nha, đừng có ám anh nha. Ok, đệ 3 thì chắc mình sẽ cho Blastoise của mình ha. Rồi, đệ 3 ăn cái nè. Hydro Pump cái nhẹ. Ui, trời, Mamoswine đã tấn công trước luôn chứ. Căng vậy. Nhưng mà không sao. Ui trời, Hydro Pump quá là khỏe luôn các bạn ơi. Cấu rỉa nửa cây máu rồi. Mình cũng sẽ cho Ninetales test thử sức mạnh á. Coi kìa, cái đuôi cực kỳ đẹp luôn á các bạn ơi. Chính đuôi mà. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục tấn công á. Bằng một đòn gì đây. Inferno trắng. Thử nào. Đó. Trời, 1% máu. Trời hên vậy. Ây. Oh no.
sao lại mạnh như vậy? Chúng ta đã... chủ quan quá các bạn ơi. Hy vọng là một xíu nữa chúng ta sẽ không chủ quan như vậy nữa. Để coi coi. Ủa mình tính ra mình làm cái healer này rồi mà ta kỳ vậy? Thu hoạch Red African nữa nè. Thôi, mình sẽ làm trước cái nhiệm vụ khai thác 50 quặng redstone đi các bạn. Làm nhiệm vụ tèn tèn ha. Ủa gì đây? Ồ, trong đây có cái đen. Đây là một Pokemon chim các bạn ơi. Mà thôi đi, tập trung chuyên môn đi làm nhiệm vụ cái đó. Nhận nhiệm vụ của ta mà không làm là mất uy tín đó các bạn à. Trời, đào lộn nữa chứ. Đây rồi. Quá trời quá đất à. Tính ra đào lộn cũng được phết các bạn ơi. Trời đất ơi, mình thích những lần đào lộn giống vậy nghe. Ok đấy chứ, trong này vẫn còn các bạn à. À đây nữa nè. Ê what? Geodude. Ok, trong này mà cũng chặn đường tôi nữa hả? Khá, Geodude này khá các bạn à. Đợi mình. Trời, sao nhiều kim cương vậy? Đúng bánh kim cương rồi các bạn ơi. Ui xui. Để mình đào kim cương. Đào xong redstone đi. Thanh niên Geodude đó tới công chuyện với mình. Ê, trời. Mất tập trung quá, nhiều redstone quá. Ôi nãy giờ không biết đủ KPI chưa nữa. Ok, giờ chúng ta mở nhiệm vụ lên coi. Còn 26 quặng đá đỏ nữa các bạn ơi. Không quá nhiều. Chắc tầm vài khúc hang nữa thôi. Nhưng mà để mình solo cùng Bolero với thanh niên Geodude này cái đã. Mà Legendary Boss đâu à. Nãy giờ Lucario chưa thể hiện được đúng không? Ok, mình sẽ đưa Lucario vô xíu ha. Nhưng mà đồng thời cũng sẽ cho Blastoise ra trận trước các bạn ơi. Tại nãy giờ mình thấy Blastoise thể hiện rất là xuất sắc luôn. Ok, Mega luôn không nhờ? Được, Mega luôn cho chất. Chuẩn bị đi, lúc đầu ăn hiếp ai? Tôi là tôi mặc dù tôi hơi non nhưng mà tôi thù dai lắm. Rồi, chuẩn bị nè. Kia, Wissa. Và wow, quá dữ các bạn ơi. Một đòn thôi. Đấy, bắt đầu trả thù được rồi đó. Nãy giờ Lucario chưa có ra trận các bạn. Đây, chúng ta sẽ cho Lucario ra trận luôn á. Ui, căng vậy. Không sao, mình có kỹ năng vuốt thép cho Lucario nè. Ây da, trọng lượng. Chúng ta sẽ được. À, một cái giáp Blast với cả là một cục kẹo các bạn ơi. Quá đã. Ủa, tôi đi tìm redstone, tôi không có tìm kim cương. Đây, có redstone à. Nhưng mà có kim cương tôi cũng xin nha. Thank you. Một lục bảo nữa. Quá êm các bạn ơi. Nó chưa có nhiệm vụ tìm kim cương nha. Ui, chắc là đào xong chỗ này á là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ luôn các bạn ơi. Mình thấy có quá trời redstone kìa. Coi lại cái nữa coi. Ui, còn một quặng nữa thôi. Ui, nữa nè. Mình biết là mình cũng khoái kim cương thiệt, nhưng mà cho nhiều gì là người ta ngại lắm. Thôi, đào nốt chỗ này xong rồi mình đi lên các bạn. Nào mình gặp thì mình mới đào tiếp ha. Đại gia trở về làng đây. Qua la la, có ai đây không? Sao mai ra tiếp đón mình vậy ta? Radar là chỉ có hướng này đúng không? Đây, trời ơi bạn này. Ê, gì đây? Sao hai người này lại ở đây nha? Mà thôi đi, chạy nhiệm vụ nè. Không biết bạn ấy cho mình gì? Cho đá phát sáng. Không giá trị lắm nhưng mà thôi, có đỡ không các bạn ơi. Rồi, làm xong một nhiệm vụ rồi. Chúng ta cũng khá là sự chết á, nên là đi khám phá để xả chết thôi các bạn. Nhưng mà trời đang mưa không thích hợp lắm. Mình thấy trong làng có cái giường á, chắc mình vô mình ngủ ké đi. Sáng dậy chờ tạnh mưa đi khám phá cho thoải mái các bạn ơi. Với cả là mình sẽ thường xuyên ghé qua làng để chúng ta kiểm tra coi có nhiệm vụ màu đỏ mà mình đang cần tìm hay không á. Hay bữa nay có vẻ là nhân phẩm không cho phép mình gặp nhiệm vụ đỏ rồi. Mà giờ mới để ý ta. Nighttail chạy nhanh lắm các bạn ơi. Mình vừa chạy vừa nhảy nè, cực kỳ nhanh luôn á. Quá đã luôn. Và coi nè, để tiến hóa cho á thần của mình thì mình chắc phải ghé vùng núi các bạn ơi. Và đợi cho trời tối á. Thường thì boss Tyranita hay xuất hiện buổi tối lắm. Khoan các bạn ơi. Cô biến các bạn ơi, mình mới phát hiện. Oh my gosh. Evelto. Đúng không? Đúng rồi cái. Nhưng mà khoan, đây là... Hả? Boss hả? Ủa phải không ta?
Ui thật, đây là boss các bạn ơi. Wow. Evelto boss. Nhưng mà đây hình dạng lạ vậy. Ui đằng kia cũng có boss nữa cơ. À nhưng mà không có Tyranita boss ta. Thôi, trước mắt thì có boss Evelto, chúng ta cũng sẽ thách đấu huyền thoại nè. Trời ơi, hình dạng này đẹp vậy. Với kèo này thì mình sẽ thử cho thôi Gacham Advent vô trong rồi đó. Mình sẽ đưa Iron Ninja ra thử các bạn ơi. Ừ, hôm qua Iron Ninja cũng chưa có nhiều màn thể hiện lắm. Với cả là bây giờ mình sẽ test thử sức mạnh của Iron Ninja khi mà đánh nhau với huyền thoại luôn á. Quay quay quay. Ui vô. Trời ơi, căng vậy. Ui, đánh hai đòn liên tiếp luôn hả? Rồi luôn rồi. Ây ui. Ai, căng các bạn ơi, căng cực rồi. Evito knock out Iron Ninja của mình một cái một hả? Và kể cả Nightail Unite của mình cũng vậy luôn. Ê ê, không sao không sao. Nightail đang cấu rỉa máu bằng một cái đoạn đốt rất là khỏe cơ. Tiếp tục được không? Ừ, đúng rồi. Chiến thuật đốt Evito. Nướng Evito các bạn ơi. Ây da. Nhưng mà không sao, hiệu ứng bỏng vẫn còn các bạn à. Tiếp theo là Lucario. Liệu rằng Aura Sphere. À không kịp các bạn. No. Tiếc quá à. Ui, Evito mạnh quá các bạn ơi. Chiến này thì khó khăn cho cả đội hình mình rồi. Mình sẽ thử cho người bạn Blastoise của mình tiến hóa Mega lên. Nhưng mà để coi có chịu được một hit của Evito không đó. Không tăng nổi các bạn à. Quá mạnh, huyền thoại quá mạnh. Đang bị cháy nè. Bồi thêm một đòn nữa coi. Ừ, ngon 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 các bạn ơi. Liệu rằng hôm nay Charizard của chúng ta có thể gánh thêm tiếp không? Ê. Ui ui ui, từ từ từ, bình tĩnh bình tĩnh. Ừ, tiếp tục cấu rỉa. Hy vọng là Charizard sẽ trụ nổi thêm vài lượt nữa. Ok, tiếp tục nào. Ôi không, không gán nổi nữa rồi các bạn. Chỉ còn Evelto thôi. Ủa lộn, Venusaur thôi. Hay thua Sixsaw kìa. Hồi phục cho đội hình mình lại. Vậy là Ren Ninja, ủa lộn, Iron Ninja không thể hiện được rồi. Ê quên ta, mình có Zisaw Cyber nè. Rồi Salaman nữa. Đúng rồi, hai nhân tố bị ẩn. Venusaur nãy bị one shot, thế nên là ok, mình sẽ cho Venusaur vô trong. Ô, kêu đuối đừng khiêu chiến tôi nữa. Trời ơi, bịt mũi, người ta đang đánh boss. Ui, đằng kia có Nightail Unite kìa các bạn. Thôi chúng ta đã có rồi, không nên tham lam. Giờ là tập trung tìm cách đánh bại huyền thoại Evelto God này các bạn à. Wow, cái form này ta nói cực đẹp luôn. Hơi tiếc đây là dạng God á, chứ không thôi là mình sẽ gán chinh phục rồi. Và để coi Aura Sphere. Ôi, cái đòn này à, mình dùng đòn này thất bại rồi. Ôi 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 ôi, boss Tyranita kế bên kìa các bạn, núp ở dưới gốc cây kìa. Wow, đi rồi. Chưa chưa, chúng ta tập trung vào việc đánh boss trước rồi đó. Ok, Salamence đang tấn công được một đòn nhưng mà không hiệu quả lắm các bạn ơi. Vì bị dính đam lại hơi bị gắt luôn. Kéo rỉa cỡ mười mấy phần trăm máu các bạn à. Thôi em cũng đã cố gắng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đưa Seesaw Cyber của chúng ta ra. Hay hay hay. Liệu rằng hay suýt nữa thì bị one shot rồi. Ý, trời, chúng ta có Kyurem nguyên thủy mà. Ừ ha. Sao mình lại quên nhân tố gánh tem cuối cùng này nhờ. Rồi rồi, đã tới lúc để chúng ta nhờ Kyurem nguyên thủy rồi. Huyền thoại đánh nhau với huyền thoại các bạn ơi. Và để xem. Ui da, kêu ra mình sắp không ổn rồi các bạn ơi. Ôi no, chỉ kéo rỉa được 20% máu thôi. Có vẻ kèo này cũng hơi khó cho kêu ra ha. Rồi luôn, Nightail chiến này không kịp đốt Evelto rồi các bạn ơi. Cái gì trời, nãy giờ mình thử quá trời đội hình luôn mà không chinh phục nổi Evelto God các bạn ơi. Vừa ngầu mà vừa mạnh, thứ gì chịu nổi. Thôi, bây giờ mình có chiến thuật mới. Là thay vì đánh liền Evelto God thì mình sẽ thử đánh nhau với Hát thần Tyranita Boss trước các bạn.
Mình thấy như vậy cũng hợp lý á. Ok, đầu tiên mình sẽ cho Blastoise ra trận nè. Rồi chúng ta sẽ tranh thủ Mega luôn ha. Ôi đánh nhau cạnh huyền thoại Evelto luôn. Thôi cố lên nào. Ok, Blastoise vẫn trụ nổi các bạn ơi. Bar, đồng thời cũng cấu rỉa được một lượng máu nhất định. Tiếp theo mình sẽ đưa Kyurem ra trận ha. Ây da, để xem. Ui, Kyurem chưa gì đã bị suýt nữa thì knock out rồi. À, căng 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 các bạn ơi. Mình nghĩ đánh nhau với á thần Tyranita cũng vất vả, không có đùa đâu. Rồi luôn, Scizor Cyber chưa kịp tung đòn nữa. Với cái đà này, ai sao mình nghi sắp thua vậy các bạn à? Dám lắm, rồi luôn rồi. Toan rồi. No. Ây da, chị. À. Tí nữa thì chiến thắng rồi các bạn ơi. Mình sẽ đổi chiến thuật coi. Rồi. Đưa Kyurem ra trận trước các bạn. Đây 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 đây. Đổi chiến thuật có vẻ là ngon nghẻ hơn nè các bạn ơi. Ui, mặc dù Kyurem cũng đã bị knock out rồi, nhưng mà chúng ta sẽ có cơ hội gỡ gạc lại cái trận đấu này. Rồi. Trông cậy hết vào Blastoise đó. Chỉ cần Blastoise trụ được một hit và tung đòn Hydro Pump thôi, nhiều khả năng là chúng ta sẽ giành chiến thắng ở lần này các bạn ơi. Cố lên. Yes, Blastoise đã tăng nổi rồi. Và Hydro Pump. Ui, cái gì? Còn 4% máu. Ai à, đây, ai à, đây. À, Scizor. Scizor có thể tăng được một hit. Ok, 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 ổn ổn các bạn. Ngon, ngon. Bút thép nè. Ây. Yay, thành công rồi. Let's go. Vậy là mình đã có được đá Mega của Tyranita rồi. Yay. Nice. Tyranita Rai nè. Rồi rồi rồi. Vậy là chúng ta đã có thể đưa á thần ra trận rồi các bạn. Salaman chiến đấu vất vả rồi, vô trong đi. Rồi, gắn đá Mega cho á thần nào. Yay. Đưa Tyranita phục thụ nào. Hên quá, nãy giờ Evelto God vẫn đợi mình các bạn. Rồi, Mega cho Tyranita. Sau đó thì trông chờ vào trận chiến này thôi các bạn ơi. Rồi rồi rồi. Tyranita nhìn Minion thiệt sự luôn đó các bạn ơi. Và không thốn lắm. Nghĩ nha, cái đó sai sai nha. Có vẻ là mặc dù đã Mega lên rồi nhưng mà chúng ta chưa đánh đúng cái điểm thốn thốn của Evelto các bạn ơi. Mình vẫn chưa có chiến thuật hợp lý để chúng ta cấu được nhiều máu của Evelto nhất ha. Đây rồi, mình dùng chiến thuật mới các bạn ơi. Liệu rằng chúng ta có thể có vẻ ổn các bạn. Hồi nãy mình mới thử dùng cái kỹ năng Cursed Ray của Nightel các bạn ơi. Và mình đã cho Nightel tấn công 3 lượt liên tục rồi nữa. Ngon ngon. Đúng rồi, đúng rồi. Ây. Nhưng mà sao? Chỉ còn cỡ 30% máu thôi các bạn ơi. Liệu rằng lần này chúng ta sẽ tin dùng Tyranita tiếp á. Mega luôn nè. Ok, tiếp tục đi. Chỉ còn 30% thôi. Tyranita cố lên. Hay, liệu rằng chúng ta có thể đánh bại được huyền thoại Evelto hình dạng God hay không các bạn ơi. Nào nào, Solar Beam. Ủa, Hyper Beam cấu rỉa máu khá là ngon các bạn ơi. Cố lên, vẫn còn một lượt nữa. Ây da, 3% máu kìa các bạn à. Và yes, hay lắm Tyranita. Wow, nhờ Tyranita mà. Ui, mình được cái XP on luôn. Ủa không, cái này là cái XP thường các bạn ơi. À, XP share thường thôi, nhưng mà cũng ngon. Cái này nó sẽ giúp mình chia sẻ kinh nghiệm cho những Pokemon khác khi mà không được ra trận á. Rất là thích hợp trong việc cày cấp nha. Ui, công nhận cái năng lực của Tyranita ngon các bạn ha. Kéo theo cả huyền thoại Evelto đi chung luôn mà. Hay lắm. Ôi, ở đây còn boss quá trời nè các bạn à. Để coi bây giờ mình đang cày cấp cho Pokemon nào này ta.
Pokemon nào còn thuộc cấp mình sẽ nhét cái XP share vô người ha. À đây, thanh niên Gachom, mặc sức đó mà nhận kinh nghiệm luôn. Ui nhưng mà kèo này không biết có ổn áp hay không đây. Mình sẽ thử coi, tiếp tục dùng. Ui chiến thuật vẫn ổn các bạn ơi. Wow wow. Trời chiến thuật này bá đạo quá các bạn. Tung đòn kết field ray xong rồi tấn công thôi. Yay, chiến thắng rồi. Wow, chúng ta vừa được viên đá mega, vừa được một viên đá Z để lửa luôn. Wow. Ê, nhưng mà boss bên đây không có đợi mình rồi. À hơi tiếc ha. Ủa đây là ai đây? Ô trainer. Quay 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 quay, hợp lý hợp lý. Đâu rồi, Nightshell nãy giờ chiến đấu vất vả rồi. Mình sẽ đưa Lucario ra trận với cả là thanh niên Gachom các bạn ơi. Nãy giờ Gachom chưa có thể hiện gì trơn á. Ờ, giờ thì đã tới lúc Gachom thể hiện nè. Đua ổ chớp. Ê, kéo rỉa máu khá khỏe các bạn ơi. Được lắm đấy chứ. Được đấy, tiếp tục tấn công nào. Ok, stun tăng hả? Đua ổ chớp tiếp. Ngon ngon các bạn ơi. Ui, tấn công một rồi. Yeah. Cơ hội để Gachom tiếp tục phản đòn. Đó, xong rồi. Phải vậy chứ. Được lắm người bạn của ta. Rồi, gửi Gachom và... Oh, có duyên ác hẳn gặp lại các bạn ơi. Hình như Tyranita muốn phục thù hay sao á. Phục thù hả? Ok, thích thì chịu thôi. Vậy thì mình lại phải nhờ Nightshell rồi. Gachom vô trong. À không, không được, được. Phải để Gachom trong đây cải cấp thôi chứ. Rồi, chúng ta sẽ tôn Nightshell. Và mình sẽ thử dùng chiến thuật hồi nãy á, coi coi có thành công hay không. Ui, có vẻ không ổn rồi các bạn ơi. Ây da, toan rồi. Ây ui, không có thể làm cho Tyranita nâu núng được á. Căng 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 căng. Không biết Lucario có chịu nổi một hit hay không đây. Rồi đấy nè. Ủa cái đòn Aura Sphere của Lucario cũng có rỉa tốt các bạn ơi. Nhưng mà ai bị phản đòn, chịu không có nổi. Cố lên. Các bạn coi kìa, Aura Sphere của Lucario mạnh á. Được đấy chứ. Rồi, đã tới lúc để Tyranita vào trận rồi các bạn ơi. Ok, hai Tyranita đánh nhau. Nhưng mà Tyra đối thủ á thì bự cho bá lửa, còn Tyra nhà mình các bạn cute Pumeque Minion gì đó, nhưng mà chưa biết đâu nha. Tấn công nè. Ủa, ok ta. Kỳ nha. Sắp toan rồi các bạn ơi. Hết giấy được rồi. No. Và lát tôi thì sao? Hả? Ý, chúng ta chẳng lẽ thua sao? No. Mình sắp toan rồi các bạn ơi. Còn gì nữa đâu. Ui, Gachom. Ôi, đừng nói Gachom gánh tem nha. Trời 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 trời. Ây da, ui chịu nổi một hit. Ui nhưng mà hiện tại sức tấn công của Gachom chưa ổn lắm các bạn ơi. Gọi luôn rồi, tí nữa thì ngon. Ê ê ê ê, tung kịp Aura Sphere là lật kèo nha. Nhưng mà không có rồi. Hay lắm, đúng rồi. Có qua có lại ha. Rồi, một điều nha. Một điều nha Tyranita. Mình sẽ thử dạo quanh khu này coi. Coi có xuất hiện Pokemon nào mới mới không các bạn. Để mình còn chinh phục thêm. Perfect. Ây, cầm khúc hành đi khỉa mình kìa các bạn. Được. Gachom, gà thể hiện đi chứ. Bữa nay là cho Gachom thể hiện hơi bị nhiều nha. Để coi coi. Tấn công thường. Ôi dạ, trời, knock out luôn á. À quên ta, qua giờ mình đi cày cuốc cũng được nhiều đồ trong rương lắm các bạn ơi. Cho nên là mình sẽ đem đồ qua bên làng mình bán bớt nha. Coi coi cái nào. Một cái này bán được hay sao nè. Đó, đó, bán cho shopkeeper nè. Mấy cái lọ thuốc hôm bữa chị tá tặng mình. Ổ lộn lộn, mình mượn của chị tá chứ lộn. Mình cũng đem qua bên làng luôn á. Đó, chống qua đồ liền. Sau đó thì chúng ta trở lại làng á. Mặc dù vậy thì hơi lầy nhưng mà thôi kệ. Miễn đỡ nghèo là được các bạn ơi. Đây đây. Ở trời, anh này cười tê tét vậy. Đúng, được đấy, được đấy. Anh cười thì tôi ủng hộ anh nha. Bán ủng hộ anh nè. Đấy. Ui, ui lộn lộn lộn, trời trời, xém nữa bán bóng chúa rồi. Trời trời trời. Ảo 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 ảo, để dành chứ. Rồi, bán mấy cái nứt gạch. Ui, cái nứt gạch này được
bảy xị các bạn. Ngon. Úi, là đi, Mewtwo xuất hiện gần đây. Hả? Đây nè các bạn ơi. What? Mewtwo hình dạng God các bạn ơi. Oh my god. Không ngờ ngày này cũng tới rồi. Wow. Cái làng này là cái làng siêu cấp các bạn ơi. Gần làng này xuất hiện nhiều Pokemon xịn cực luôn. Mewtwo God không biết là chúng ta sẽ dùng đồng đội nào chiến đấu đây. Mình sẽ thử Blastoise đi. Quậy, hôm nay mà chinh phục được Mewtwo God thì bá cháy luôn các bạn ơi. Aeropump. Được không, được không? Ê, cái đòn này có rỉa máu tốt nha. Được ấy, thêm một đòn Aeropump nữa nha. Ok không? Ui, không được. Lại nào. Ok. Gấu rỉa rất là ngon lành cành me luôn các bạn ơi. Đã tới lúc để chúng ta tung bóng chứa rồi. Ây. Mewtwo này, trời ơi, cầm kiếm lắm nha, nhìn không quen lắm các bạn ạ. Mình phải nhìn kỹ mới nhận ra đó là Mewtwo các bạn ơi. Wow. Vẫn có cái nét đặc trưng là cái đuôi nè. Kiểu như mới được trang bị giáp hay sao á. Nhìn đẹp á. Ok, mình sẽ thử dùng Fastball đi. Nhiều khi Mewtwo nhanh nhẹn các thứ dùng Fastball hợp lý hơn á. Mình sẽ kiên trì một chút á. Ê, lần này. Ui kìa, suýt nữa thì được. Ai, Mewtwo bắt đầu phản công rồi. Blastoise vẫn còn khỏe lắm, chắc còn trụ được cỡ 2 đòn nữa các bạn ơi. Mình phải tranh thủ dùng Fastball lẹ mới được. Trước khi mà Mewtwo nóng giận lên rồi tấn công liên hoàn là lúc đó mệt đó. Ý, mà các bạn đoán thử xem Mewtwo God của chúng ta sẽ mang hệ gì nào. Mình đoán là sẽ có hệ lửa đó. Tại vì mình thấy người bốc lửa các thứ nè, cánh lửa đâu nè. Wow, đẹp thiệt sự. Trời, Mew mình còn chưa bắt được. Mà hôm nay gặp được Mewtwo các bạn à. Đúng là, ui da, knock out Blastoise rồi. No. Đúng là trong Bisemon siêu cấp á, đã có rất là nhiều tình huống mà không ngờ được các bạn ơi. Và đây là một trong số đó. Trời ơi, đó đó mà nói rồi. Mewtwo God bắt đầu tức giận lên rồi. Nãy giờ là hai Pokemon của mình liên tục bị knock out rồi đó các bạn à. Căng thiệt sự. Lần này, ui da, lần này. Ủa, thôi, vẫn còn câu hỏi các bạn ơi. Nãy giờ cũng mười mấy lần rồi. Mà không sao, mình sẽ kiên trì hơn mới được. Tại vì đây là huyền thoại mà, nên là cái việc khó chinh phục là điều đương nhiên thôi. Ê, các bạn ơi, sao mình nghi là mình không chinh phục được Mewtwo God quá à. Mình đã thử gần hết bóng chứa mình mang theo trong người rồi. Fastball còn 2 trái, Dustball thì còn 3 trái thôi. Dạ nhẹ. Ui rồi luôn rồi. Đừng vậy mà, hãy đến với nhau đi chứ. Có duyên gặp nhau mà không có duyên đến với nhau sao. Mình không muốn mất cơ hội này đâu các bạn ơi. Trông cậy vào ba cái quả Dustball cuối cùng này thôi. Rồi luôn rồi. Hai quả. Một quả cuối cùng. Rồi, xong rồi. Thật rồi các bạn ơi, chúng ta thất bại rồi. No, mình không còn một cái bóng nào trong người hết. Mình hết bóng rồi. À không, ý mình nói là mình hết bóng chứa. Nếu mà đã không có duyên về đội của nhau, vậy thì chúng ta bắt buộc phải chiến đấu với nhau rồi. Mewtwo God, mình sẽ đưa đồng đội nào đây? Gã chớm chăng? Đúng, gã chớm. Thể hiện đi. Đánh nhau dưới huyền thoại luôn nào. Duo chớp bạc bạc. Ây da, không vậy, không sao. Duo chớp bạc bạc vẫn đĩa máu được các bạn. Thôi khịa vậy đủ rồi. Làm màu một cái gì thôi các bạn. Tiếp theo mình sẽ đưa Blastoise. Dạ. Tại vì mình thấy Blastoise á tấn công Mewtwo rất là thốn các bạn. Ui da, sao căng vậy. Không biết là Mega xong có kịp đánh một hit hay không nữa. Ok, hy vọng là kịp ha. Trời ơi, cái hình dạng này cực ngầu cực đẹp vậy mà chúng ta không chinh phục được. Nếu vậy thì chiến đấu nào. Đó,
đó là cái giá phải trả cho Mewtwo không chịu về đội tôi đó. Phải làm đối thủ của nhau thôi. Ok, một hit nữa nào, Blastoise. Hay lắm. Mặc dù hơi tiếc thiệt các bạn, nhưng mà bắt buộc rồi, mình không có sự lựa chọn á. Ai... phần thưởng khi mà đánh bại Mewtwo thì cũng không giá trị lắm. Gậu ghê trời, tưởng đâu nay chúng ta có được huyền thoại Mewtwo về đội luôn chứ. Thôi chuột cùng cà khịa tôi nữa. Bụp chuột luôn. Có chuột nướng ăn luôn các bạn. Ủa chuột nước ăn luôn. Ủa ok, farm chuột mà lại được thịt cù các bạn. Áo thật đấy, đang đói bụng thôi, mình xin luôn đi. Trở lại làng chúng ta sẽ shopping tiếp á. Mình sẽ đi bán ít đồ còn lại nè. Bán cái Glen này luôn đi. Mới nhặt được cái món đồ mà Mewtwo rơi ra nè. Đem đi bán luôn các bạn. Tầm này khổ lắm rồi. Ôi trời ơi, có 10 đồng xu à. Thôi kệ, bán đi. Rồi bán cái water gem nè. Rồi lọ thuốc chỉ tá cho mình. Thôi bán luôn. Ủa sao hồi nãy mình không vô mình mua bóng chứa nhờ. Đúng. Ừ ha. Trời ơi, sao mình không nghĩ ra cái này sớm. Đúng là mình đã bị vẻ đẹp của Mewtwo làm cho mờ cái đầu óc rồi. Thiệt luôn. Về tới nhà thì công việc đầu tiên mình làm đó chính là mình sẽ tiến tới cái khu vườn apricot của mình để mình thu hoạch thêm apricot và chúng ta đem đi nấu á các bạn. Này, hay thiệt chứ. Cũng do là mình không có chế tạo đủ bóng chứa đó nên là chúng ta mới thất bại trong việc chinh phục huyền thoại Mewtwo ha. Và để chuyện này không xảy ra thì chúng ta cần phải làm nhiều bóng chứa nhất có thể luôn. Rồi, như đây là làm được Ultra Ball đựng mớ rồi nè. Tiếp theo mình sẽ làm Deep Ball chăng? Ừ, đúng đúng, mình hiện tại như mình chưa có Deep Ball các bạn ơi. Mình cũng nên dự trù một mớ Deep Ball đi nha. Mà Deep Ball thì chúng ta sẽ cần có African màu xanh với cả màu hồng. Ok, đậm luôn. Xong xuôi thì cho vô đây để cho nó nấu ha. Tương tự bên này nữa nè. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ mở nhiệm vụ lên coi coi. Ừ, có một cái nhiệm vụ bắt Pokemon Shiny á các bạn ơi. Ôi trời ơi, cái nhiệm vụ đánh bại 5 Pokemon là mình phải săn à. Wow, vậy thì khó rồi. Còn nhiệm vụ bắt Pokemon Shiny mình sẽ thử coi coi có Maki Cup Shiny nữa không. Lúc đầu có Maki Cup Shiny các bạn chỉ mình, nhưng mà mình lúc đó không có phát hiện các bạn ơi. Mình không có thấy. Thiệt luôn. Giờ muốn tìm Maki Cup Shiny chắc cũng mòn con mắt nghe, không có đùa đâu. Ồ, hiếm lắm. Đã Shiny là hạng hiếm mà các bạn. Nhưng mà mình cũng sẽ thử coi. Đúng. Nhắc tới vùng biển và ở dưới nước mới nhớ, chúng ta có viên đá Mega của Sharpedo. Đúng rồi. Hay là mình sẽ thử tìm Sharpedo gần đây nhờ. Cái vùng biển này cũng ngay nhà mình luôn các bạn ơi. Gigados. Chúng ta gặp được Gigados. Oh my gosh. Ôi dạ, tôi bấm chú hộp. Bơi đi đâu? Gigados đứng lại. Đứng lại cho tôi. Rồi. Nice. Đua ô chớp của Gachom có vẻ có rẻ cũng rất tốt. Ôi ôi, sao bê đô nữa kìa. Mà quên, trong người không có quả bóng Pokemon dính túi nữa mà đặt đi đi bắt Gigados đồ ha. Nhốt. Chưa bao giờ mình thấy mình nghèo như vậy luôn các bạn à. Ây da. Rồi, chết lẹ chứ lẹ. Bấm công thức nè. Không biết 11 cái. Đủ không đây? Các bạn đón xem với 11 cái. À không. Hết rồi. Hết cơ hội rồi. Còn đó. Em đi mất tiêu luôn rồi. Nhưng mà thôi không sao. Dù sao thì hôm nay chúng ta cũng có hai người bạn rất là bất ngờ ha. Đó chính là Nightel nè, cũng như là Lucario. Và sắp tới mình sẽ gán giúp cho người bạn Lucario này tiến hóa trở thành hình dạng Mega cực kỳ ngầu ha, cầm cúp xương trên tay luôn nha. Và đặc biệt nhân tố gánh tèm trong tương lai, Tyranita của chúng ta đã có thể tiến hóa Mega được rồi các bạn ạ. Hôm nay cũng lập nhiều chiến công lắm đó nha. Rồi, và cũng cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong một ngày tuy không được may mắn cho lắm, nhưng mà không sao, những ngày tiếp theo chúng ta sẽ cố gắng để bớt Sukuna hơn á. Và bạn nào có nhu cầu mặc Roblox, Lovefruit hay là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận á. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình đầy thú vị này. Bye bye.
Ủa đâu mất hết quả rồi. Ơ kìa, tôi nghèo rồi, đừng có mất nha. Trời ơi, mất hết một quả rồi.